Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em cùng lắng nghe cô kể câu chuyện hôm nay nhé. Câu chuyện kéo cây lúa lên. Mọi người thường gọi anh là một chàng ngốc. Một hôm, anh ta ra đồng, thấy ruộng lúa nhà mình xấu hơn ruộng lúa nhà người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên, cao hơn cây lúa của nhà bên cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ. Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên, bây giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi. Nghe chồng nói vậy, chị vợ ra đồng thử xem, thì thấy lúa trong thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục theo dõi kênh Tiểu học Channel để nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.